Động đất mạnh rung chuyển Indonesia cảnh báo sóng thần trong phạm vi 1.000 km. Cảnh tăng hoang khi 50 trận lốc xoáy dồn dập tấn công nước Mỹ, gồm vệt hủy diệt dài 200 km. Mỹ, nhiều nhân viên tố bị quản lý bắt ở lại nhà máy khi lốc xoáy hủy diệt kéo tới. Một người chết, một người mất tích khi tàu hàng tông nhau trên biển Baltic. Lũ lớn tiếp tục hoành hành Tây Ban Nha, vương hạnh nhân chìm trong biển nước. Đài Loan chủ trương không đặt trọn an nguy hòn đảo vào tay nước ngoài. Triều Tiên nuôi tham vọng làm tê liệt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tổng thống Mỹ hoan nghênh Phần Lan mua tiêm kích F-35 trước lo ngại về Nga. Khám phá bí ẩn kỳ này xuất hiện vết nước trên sông băng ngày tận thế, đe dọa sự sống toàn cầu. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Động đất mạnh 7,4 độ Richter tấn công miền Đông Indonesia vào sáng nay ngày 14 tháng 12, khiến cho giới chức đưa ra cảnh báo sóng thần. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại và liệu có thương vong hay không. Động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 20 sáng nay theo giờ Việt Nam, ở biển Flores, cách thị trấn Larantuka khoảng 112 km về phía tây bắc, tâm chấn sâu 12 km. Một cư dân thị trấn Maumere trên đảo Flores cho biết với Reuters mọi người tháo chạy xuống đường, thị trấn này từng chịu thiệt hại thảm khốc trong địa chấn năm 1992. Cảnh báo sóng thần được ban hành ở khu vực Maluku, Đông Nusa Tegana, Tây Nusa Tegana, Đông Nam và Nam Sulawesi. Một người dân cho biết, tôi cảm thấy rung chấn lên xuống giống như con sóng. Giới chức chưa thể báo cáo về thiệt hại, trong khi động đất kéo dài nhiều phút và mọi người tháo chạy khỏi nhà. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Dựa trên thông tin ban đầu về động đất, thì sóng thần rất nguy hiểm có thể xảy ra ở khu vực có bán kính 1.000 km kể từ tâm chấn. Một quan chức Indonesia phát biểu trên đài Metro TV khuyến cáo người dân tránh xa bãi biển. Thảm họa lốc xoáy kinh hoàng bậc nhất lịch sử Mỹ, bao gồm một vệt hủy diệt kéo dài đến hơn 200 km, xuyên qua thành phố Berduka, bang Kentucky theo giới chức tại dịch vụ thời tiết quốc gia, NWS nói với đài CNN vào ngày 13 tháng 12. Thảm kịch vừa qua bao gồm ít nhất là 50 cơn lốc xoáy liên hoàn, càng quét ít nhất là 8 tiểu bang từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy tuần trước. Số người chết có thể hơn 100. Trên bang Kentucky đến nay ghi nhận 74 người tử vong và con số sẽ còn tăng lên khi quá trình cứu hộ tiếp tục diễn ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào Chủ nhật ban bố tình trạng thảm họa lớn ở Kentucky dọn đường để tăng cường hỗ trợ từ liên bang cùng lúc đó thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cập nhật tình hình số nạn nhân tử vong ở nhà máy sản xuất đèn cây thành phố Mayfield thấp hơn so với lo ngại ban đầu. Hiện nhà máy báo cáo 110 người đang làm việc khi lốc xoáy tấn công, 94 người đã an toàn, 8 người tử vong và 8 người khác mất tích. Thống đốc Beshear vào hôm thứ hai cho biết khi không có điện thoại và đống đổ nát chất cao gần 5 mét, ban đầu không có cách nào để biết chính xác bao nhiêu người đã an toàn tại nhà máy. Mayfield là thành phố nhỏ 10.000 dân ở góc tây nam bang Kentucky. Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua nơi này không chỉ hủy hoại nhà máy đèn cây, mà còn sang phẫn sở cứu hỏa và sở cảnh sát. Nhiều ngôi nhà đổ sập hoặc tốc mái, cây lớn bật gốc, nhiều biển chỉ đường bị gió xé nát. Một thông tin gây phẫn nộ dư luận Mỹ là các công nhân nhà máy đèn cày Mayfield cho biết họ yêu cầu ở lại nhà xưởng khi lốc xoáy kéo tới, nếu không sẽ bị sa thải. Sau đó nhà máy sản phẩm tiêu dùng Mayfield đã bị phá hủy, khiến cho 8 người thiệt mạng, Đài NBC đưa tin. Cô Michaela Emery, 21 tuổi, nhân viên nhà máy kể lại rằng, công nhân đã hỏi liệu có thể rời khỏi nhà xưởng để trở về nhà hay không. Quản lý nói rằng, nếu đi thì nhiều khả năng sẽ bị sa thải. "Chúng tôi đã nghe rõ câu nói đó." Hơn 100 người làm việc ca đêm ở nhà máy vào thứ Sáu, họ mong muốn được về nhà khi có cảnh báo khẩn cấp về lốc xoáy đang đến. Một nhân viên tên là Haley Condor cho biết các quản lý đã nói, không được đi, tất cả phải ở lại đây. Tình hình rất tệ và mọi người đều lo sợ. Một vài công nhân đã bỏ đi, đa số đều ở lại, và rồi nhà máy bị cơn lốc biến thành đống đổ nát. Nhà máy thiệt hại nặng đến nội thống đốc Kentucky đã nói, đó là phép màu Giáng sinh khi số nạn nhân tử vong dừng lại ở mức 8 người, xét trên bối cảnh kinh khủng ở hiện trường. Trong khi đó, thì nhà máy bác bỏ cáo buộc cưỡng ép nhân viên ở lại. Đại diện công ty Burt Ferguson nói với NBC, những lời kể không đúng, chúng tôi có chính sách từ lúc bùng dịch là mọi nhân viên được rời đi nếu họ muốn và có thể quay lại làm việc vào hôm sau. Ông nói thêm, các sếp ở nhà máy đã trải qua tập huấn ứng phó tình huống khẩn cấp với cơ quan chức năng và luôn chấp hành mọi quy tắc an toàn. Vào hôm Chủ nhật, bạn gái của một nam công nhân tử vong ở nhà kho Amazon, bang Illinois cho biết, tin nhắn cuối cùng nói anh không được rời khỏi hiện trường, cuối cùng đã có 6 người tử nạn. Hiện bang Kentucky xác nhận 74 người tử vong và 109 người đã mất tích. Liên quan đến vụ hai tàu chở hàng tông nhau trên biển Baltic vào đêm ngày 13 tháng 12, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một thủy thủ đang mạch, một người khác mất tích. Vụ tai nạn xảy ra giữa hai con tàu chạy cùng hướng tiến về đảo Bornholm trên tuyến đường biển bận rộn ngoài khơi Thủy Điển. Lúc đó khoảng 3 giờ 30 sáng, trời tối đen và có sương mù, theo giới chức các cơ quan hàng hải đang mạch và thủy điện cho biết. Ngay sau tai nạn, ít nhất là 9 tàu và một trực thăng đã tham gia tìm kiếm xung quanh hiện trường. Tàu hàng đang mạch bị lật đã được kéo vào vùng nước cạn hơn để thợ lặn Thụy Điển có thể tìm kiếm xung quanh thân tàu. Các nạn nhân không thể sống sót nếu không có thiết bị bảo hộ ở nhiệt độ chỉ 4 độ C trên biển, nhưng đã từng có hy vọng hai thủy thủ vẫn cầm cự nhờ túi không khí bên trong thân tàu. Dù vậy, Cục Hàng hải Thụy Điển và Cảnh sát tìm thấy một thi thể, người còn lại vẫn mất tích. Mặc dù có sương mù, nhưng nhà chức trách nói rằng điều đó khá bình thường vào thời điểm cuối năm, sương mù không quá dày đặc. Cuộc điều tra ban đầu của giới chức Thụy Điển đang xem xét khởi tố các tội như lơ là khi tham gia giao thông đường thủy gây chết người do bất cẩn. Hai nghi phạm gồm một người Anh và một người Croatia đang bị tạm giữ, chưa có thêm thông tin về việc khởi tố. Sông Ebro ở Tây Ban Nha đã gây ngập nghiêm trọng đồng điện hạt nhân ở phía bắc vùng Aragon vào hôm thứ Hai ngày 13 tháng 12. Đây là hậu quả kéo dài của cơn bão Bara, gây lũ lụt lớn bậc nhất miền Bắc xứ Bò Tót trong vòng 20 năm. Một người nông dân sở hữu 90 hectare vườn hành nhân nói với Reuters, chúng tôi không biết bao nhiêu cây trồng bị ảnh hưởng, tuy nhiên có lẽ chúng sẽ ngập nước nhiều ngày dài. Như đã đưa tin, bão bara tàn phá thảm khốc miền Tây Bắc Tây Ban Nha từ tuần trước, khiến cho nhà cửa ngập lên láng, xe cộ nổi lên bền trong dòng lũ. Nhưng từ thứ hai, thì nước rút dần diện tích bị ngập còn khoảng 7.200 hecta so với 9.800 hecta vào hôm trước đó. Ít nhất là một người thiệt mạng do đợt thiên tai này, nạn nhân qua đời do sạt lở làm sập nhà. Gần 3 tháng sau khi núi lửa La Alabama trên đảo Canary ở Tây Ban Nha thức giấc, thì không khí trong khu vực vẫn được ghi nhận ở mức độc hại với lượng khí thải sulfur dioxide đậm đặc. Khoảng 24.500 cư dân ở Los Arnold de Ariden, El Paso và Tazacote, tức một phần ba cư dân của Alabama đã được yêu cầu là ở yên trong nhà, học sinh lưu trú tại trường học cho đến khi chất lượng không khí được cải thiện. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau thông báo, thì các nhà chức trách Alabama đã dỡ bỏ yêu cầu ai ở đâu yên chỗ đó, do dữ liệu chất lượng không khí khả quan hơn. Học sinh được phép trở về nhà sau giờ học như bình thường. Được biết, dòng dung nham phun trào từ vụ núi lửa đã làm hư hại hoặc phá hủy gần 3.000 tòa nhà, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán. Hôm 13 tháng 12, Phó lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Phan Mau Hùng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, không thể đặt an ninh của hòn đảo vào tay nước ngoài, tức chỉ Mỹ và các nước đồng minh đang hỗ trợ Đài Loan phòng vệ trước sự lâm lè của Trung Quốc. Thông điệp trên được ông Phan đưa ra tại cuộc họp do Viện Lập pháp Đài Loan tổ chức, thông qua trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ tiến bộ DPP. Ông Phan tiết lộ, Quân đội Đài Loan đã được giao toàn quyền giám sát các biên giới trên biển và đang theo dõi sát sao mọi hoạt động của hải quân Trung Quốc quanh lãnh hải của hòn đảo. Ngoài ra, ông cũng xác nhận các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ Đài Loan giám sát lực lượng Trung Quốc. Dù đang được các nước yểm trợ, vị lãnh đạo vẫn nhấn mạnh Đài Loan phải chủ trương tự lực cánh sinh, chịu trách nhiệm về an nguy của hòn đảo chứ không thể dựa dẫm bất kỳ quốc gia nào khác. Bất kể tình huống có khó khăn đến như thế nào, quân đội cũng phải trên tinh thần, luôn sẵn sàng chiến đấu. Ông Phan nói thêm rằng, nếu một ngày đầu đó các nước đồng minh không còn kề vai sát cánh giúp Đài Loan tự vệ, thì quân đội hòn đảo phải tận dụng mọi nguồn lực hiện có để bảo vệ sự độc lập của Đài Bắc. Đây là yếu tố quan trọng nhất mà Đài Loan phải làm cho bằng được. Vị lãnh đạo cũng cho biết, cơ quan phòng vệ Đài Loan đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng thủ tương ứng với hai yếu tố then chốt. Một là liệu Trung Quốc có khả năng tấn công Đài Loan hay không. Hai là xác định đâu là mối đe dọa lớn nhất. Ông Phan nhấn mạnh, Đài Bắc sẽ theo dõi sát sao và có phản ứng phù hợp với mọi hành động khiêu khích quân sự của Bắc Kinh, cũng như chuẩn bị các chiến lược phù hợp để chống lại ông lớn bên kia eo biển. Vụ khảo cứu Quốc hội Hoa Kỳ vừa đưa ra báo cáo cho biết, Triều Tiên dường như đang đặt mục tiêu chống lại hoặc làm tê liệt các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai ở khu vực Đông Bắc Á. Cụ thể, báo cáo đề cập, trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Những tiến bộ trong chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng dường như đang hướng đến tham vọng đánh bại hoặc làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, hệ thống Patriot và phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ. Vụ khảo cứu cũng cho rằng Triều Tiên muốn phá hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên đất liền nhờ vào tên lửa đạn pháo phóng từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng có thể triển khai kế hoạch này bằng cách phát động tấn công từ vị trí trên biển, ngoài tầm quan sát của radar THAAD. Ngoài ra, báo cáo đề cập, Triều Tiên đã tự tuyên bố phát triển thành công phương tiện bay siêu thanh, đây có thể là Bình Nhưỡng chứng minh khả năng răng đe hạt nhân của mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Phần Lan quyết định mua tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất là hành động mở đường cho hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa hai bên trong những năm tới. Đồng thời, ông Biden cho biết chia sẻ chung nỗi lo ngại về Nga với nhà lãnh đạo Phần Lan. Cụ thể, trong cuộc đối chuyện với Tổng thống Phần Lan Sauli Ninito hôm thứ Hai, ông Biden ca ngợi quyết định của quốc gia Bắc Âu về mua 64 tiêm kích F-35 để thay thế cho phi đội cụ FA-18. Nhà Trắng cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo thảo luận lo ngại chung về Nga tập kết binh sĩ gần biên giới Ukraine và hai nước ở đôi bờ Đại Tây Dương phải nỗ lực cùng nhau để làm giảm căng thẳng khu vực. Hôm nay, Tổng thống Phần Lan dự kiến điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thương vụ F-35 của Phần Lan công bố vào hôm thứ Sáu trị giá là 9,44 tỷ đô la, bao gồm tiêm kích đạn và gói bảo trì đến năm 2030. Phần Lan dự kiến sẽ đưa số tiêm kích vào biên chế từ năm 2027. Phần Lan là nước châu Âu trung lập thứ hai chọn mua tiêm kích F-35 của Mỹ, mà truyền thông Nga mô tả là nhiều sự cố và đắt đỏ. Trước đó, hồi tháng 6, thì Thụy Sĩ cũng đã đặt mua 36 máy bay F-35A. Đêm 12 tháng 12, hàng chục người di cư đã được đưa đến tạm trú tại một khu trại được dựng lên trên một sân bóng rổ gần vương cung thánh đường Đức Mẹ Gala Dubai, phía bắc thành phố Mexico. Ngày đầu tiên tại đây, họ đã được xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine phòng cúm, phát thức ăn, nước uống và có chỗ để sạc điện thoại. Đa số người di cư đều thở phao nhẹ nhõm khi đến được điểm tị nạn, chỉ cách biên giới Hoa Kỳ khoảng nửa chặng đường. Thật cảm ơn vì chúng tôi vẫn ở đây an toàn sau chặng đường đầy rẫy rủi ro. Lực lượng an ninh Mexico liên tục cản đường chúng tôi. Họ còn tố chúng tôi ăn cắp và cướp bóc. Họ gọi chúng tôi là tội phạm và lấy các băng đảng ra đe dọa để chúng tôi bỏ cuộc. Có thể nói thì những người di cư đang an toàn trong khu trại này đã may mắn hơn rất nhiều người khác. Tuần trước, một chiếc xe tải chở 160 người di cư đã bị lật khi đi qua bang Chiapas, miền Nam Mexico. 55 người đã bị thiệt mạng sau vụ tai nạn thương tâm này. Một thông tin rất đáng được quan tâm, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện những vết nứt mới trên thềm băng quan trọng tạo nên sông băng quay ở Nam Cực. Thềm băng này có thể sẽ bị vỡ trong vòng 5 năm tới đe dọa đến toàn thế giới. Theo Washington Post, việc vỡ thềm băng này có thể đẩy nhanh tốc độ di chuyển của băng từ đất liền trôi ra biển, khiến cho mực nước biển tăng lên và gây nguy hiểm cho các cộng đồng ven biển trên toàn thế giới. Ngoài ra, theo trang Science, sông băng quay nằm trong lòng chảo sâu. Nếu nó tan vỡ, sẽ kéo theo các sông băng lân cận sụp đổ trong vài thế kỷ tới. Nó có thể dẫn tới mất toàn bộ giải băng Tây Nam Cực, góp phần làm gia tăng lượng lớn mực nước biển. Sông băng quay hay còn gọi là sông băng ngày tận thế vì nó có khả năng tan chảy vượt qua sự kiểm soát của con người. Sông băng quay là một con sông băng rất rộng lớn ở Nam Cực, nằm ở phía đông dãy núi Murphy. Nó có diện tích tương đương với diện tích của bang Florida, Mỹ. Nước chảy qua của sông băng quay đã góp phần khiến cho mực nước biển toàn cầu dâng lên khoảng 4%. Theo Viện Hợp tác các nghiên cứu khoa học môi trường tại Đại học Colorado, sông băng Wave đóng vai trò như một cái nẹp ngăn dòng nước tan chạy nhanh hơn từ sông băng vào một thêm được giữ cố định bởi một ngọn núi dưới nước phần thêm băng này trước đây được cho là ổn định đến khi các nhà khoa học tiến hành các phép đo mới trong một chiến dịch thực địa trong hai năm qua nước đại dương ấm lên đang làm băng tan đi từ bên dưới có nghĩa là thêm đang mất dần sự bám chặt vào núi dưới nước và hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy đã có các vết nứt xuất hiện trên thềm Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14h30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị chú ý đón xem.